Hôm nay mình mới đáp tới máy bay sân bay Perth của Australia. Đây là sân bay Perth nha. Bây giờ mình đang đi thuê xe và chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình khám phá Perth ở bên Australia này. Thì nghe nói mùa này thì đang là mùa cao điểm du lịch ở Perth. Tại vì mùa này là mùa xuân, hoa nở rất là đẹp. Đây là bãi giữ xe của sân bay nha, và cũng là một cái bãi giữ xe của tất cả các hãng cho thuê xe ở sân bay. Mọi người có thể tới sân bay của Perth xong rồi thuê xe. Thì đây, hôm nay mình thuê được chiếc này, chiếc MG ZS, biển số hai đó. Thì Western này, Australia này, 1HW649. Thì ở bên Australia thì họ sẽ lái xe ở bên trái, cho nên là vô lăng sẽ đặt bên phải. Đây là nội thất của cái xe này nha, có thể coi tổng thể của cái xe này, chiếc SUV MG ZS. Thì đây, đồ của mình thì có một cái vali lớn, một cái vali nhỏ với một cái ba lô, một cái túi nhỏ nữa. Hết rồi. Thì mọi người có thể thấy à, vô lăng của xe này sẽ đặt bên phải này, nhưng mà cái chân ga và chân số thì vẫn giữ nguyên nha. Đó, thì bây giờ xe đã chạy được 48.000 km rồi, phun bình xăng họ đổ cho mình này. Ok, bây giờ mình đã lên xe đây. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị cài đặt mấy cái như là bản đồ kết nối CarPlay cho xe để tiện di chuyển ha. Đây, mình có thể thấy này, xe bên Úc này đang lái bên trái rồi nha. Và bên này Google họ có luôn cả cảnh báo tốc độ này nha, Google Maps á. Đó, đây có một cái bãi xe rất là lớn này, bãi để xe này. Rồi có một cái trung tâm outlet đằng kia, mỗi cái supermarket. Bây giờ mình đang chạy trên cao tốc Canning Highway ở Perth nha. Đường cao tốc rất là gọn gàng, sạch sẽ và đẹp nha. Tốc độ giới hạn thì cho chạy 100 thôi, nhưng mà vận tốc của tất cả các loại xe chạy rất là đều. Đi thẳng vào một cái thành phố rất là đẹp này, rồi có một con sông rất là lớn nha. Mình ở đây mình nhìn thấy con sông bự đẹp, nước trong xanh. Rồi giờ tới đây là cái đoạn này họ giới hạn tốc độ là 80 thôi này, mình sẽ bắt đầu giảm tốc xuống. Thì tất cả xe chạy rất là đều nha. Mình có chạy xe tới một cái vùng này cũng mình không biết, nhưng mà cái trên đường đi mình đang đi ra một cái hoang mạc đó. Ở đây nó có một cái trạm dừng có đầy đủ tất cả các thương hiệu như là Hurry Jack này, Subway này, rồi McDonald's này, rồi Domino này, rất nhiều cả KFC này, có một cái bãi đậu xe khủng khiếp luôn. Đây mới gọi là kinh doanh này, hỗn hợp luôn với chỗ đậu xe này, đậu mênh mông, có cả quay thu. Hoài chưa thấy luôn. Trong này có mấy cái cây gai ghê quá. Đấy, con rùi này. Chắc mình bỏ chạy á.
Thì hôm nay mình đã thuê xe và mình chạy với xe chiếc xe này trong ngày đầu tiên được hơn 200 cây rồi. Thì mình tới một cái địa điểm mà mình cũng không biết được đang ở đâu. Đây đường rất là trống, ở trên đường thì mình cũng có thấy mấy cái vệt bánh xe là mọi người đang chạy mà né cái con kangaroo. Xương này của kangaroo nó chết mà nó phân hủy xong nó còn bộ xương này. Bây giờ mình tìm được cái cồn cát này nhá. Nhau lên. Gió rất là lớn, mặc dù mình có cây, có cái chân máy á, nhưng mà không đặt nó xuống được, đặt xuống là bị gió nó thổi đổ. Đi hết đó qua đây cột cát ở ngoài nó trắng xóa mà nó bự lắm, nó rộng mênh mông luôn. Ai mà thích off road vô đây thôi. Đây xem mình đang chạy trên cát này, trời hôm nay đẹp, trời đẹp quá trời đẹp. Ngay thật là tuyệt vời, gió lớn, khí hậu mát lạnh, đã. Bây giờ mình đang ở hành tinh cát nữa, thấy mấy cái mỏm đá nào, người ta khảo cổ nơi này, và hầu như bán là cái nơi này đã có từ cái thời kỳ băng hà, là cách đây khoảng 500.000 năm trước đi. Nhưng mà đây họ dặn dò không được bay flycam là bởi vì là sợ ảnh hưởng đến người khác, chứ thực ra họ không có cấm. Tới nha, là coi như là mình thôi.
gà họ đi chơi với nhau á, cái giờ đi đâu họ chở nhau đi chơi.